hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, ngày 8 tháng 6, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí và tổ chức lễ phát động giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023-2025 theo hình thức trực tuyến. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, trong 98 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng tin cậy, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi chặng đường cách mạng, các cơ quan báo chí và đội ngũ báo chí cách mạng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành sát cánh cùng lực lượng công an trên trận tuyến thầm lặng vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan báo chí trong thời gian tới để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023-2025. Việc Bộ Công an tổ chức giải báo chí này đã khẳng định vị trí, vai trò của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa công an nhân dân với nhân dân, đồng thời thông qua các tác phẩm báo chí phản ánh đậm nét hơn về các mặt công tác, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, những tấm gương, hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân, ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm xuất sắc về đề tài vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống. Bộ Công an sẽ tổ chức lễ trao giải báo chí vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.